Xin chào mọi người nha. Chào mọi người đã đến kênh Kha Kha TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người Khổng Tử là một nhà nho nha. Ở Trung Quốc xưa, Khổng Tử là một nhà nho giáo và là nhà triết học nổi nạc bậc nhất, được nhiều người biết tới và kính trọng. Có điều gì thắc mắc người ta đều tìm tới ông nhờ giải đáp. Là một người yêu thích việc học hỏi, Khổng Tử thường cùng các học trò của mình đi khắp đất nước, quan sát và tìm hiểu cuộc sống, khám phá những dòng chảy vô tận của tri thức nhân loại. Và một ngày hè, Khổng Tử cùng khoảng 20 học trò đang đi qua một vùng quê, thưởng ngắm cảnh sắc xanh tươi, ngút ngàn của cây na, hoa cỏ, thì bỗng họ nhìn thấy một con đường vắng vẻ, tùm, có lẽ lâu năm rồi, chưa ai đi qua. Ta muốn đi qua con đường đó, chắc hẳn chúng ta sẽ có nhiều khám phá mới lạ ở đây, Khổng Tử nói với các học trò. Vậy là họ đi trên con đường ít người đi qua lại. Đi chưa được bao lâu, trước mắt họ hiện ra một ngôi làng nhỏ. Cách đó không xa là một đám trẻ đang xây cung điện từ đá và củi khô. Chúng thậm chí say sưa đến mức chẳng thèm ngước nhìn người lạ. Ta muốn đến ngôi làng kia, có lẽ dân làng ở đây sẽ dạy cho ta biết điều gì mới lạ chăng? Khổng Tử lại lên tiếng. Vâng, trò sẽ bảo những đứa kia dẹp cung điện, tránh đường cho xe ngựa đi qua, một trong những người học trò của Khổng Tử lên tiếng. Rồi anh ta lớn tiếng nói với lũ trẻ, các cháu, thầy của chúng ta muốn đến ngôi làng kia mà cung điện của các cháu chắn đường xe ngựa không qua được, vì thế hãy dẹp chúng đi nhé. Ba trong bốn số đứa trẻ chưa thấy vậy sợ hãi chạy nấp vào bụi rậm ven đường. Nhưng đứa trẻ thứ tư thì không di chuyển dù một phân. Thay vào đó, còng bé chắp hai tay vào hông rồi nói, các ông phải đi đường vòng thôi. Cháu chưa thấy ai phá vỡ cung điện chỉ cho xe ngựa đi qua. Ê, là cháu không thể làm theo ý các ông được. Cả đám người nghe nói thế thì kinh ngạc thốt lên. Sao các cháu dám ăn nói hàm hồ như vậy? Không, biết đấy là Khổng Tử, bậc nho giáo nỗi nạc, người thông thái nhất hay sao? Hãy dẹp ngay cung điện đi để ngài đến thăm nàng của các cháu. Thấy vậy, cậu bé nhất định không tranh đường. Khổng Tử ngồi trong xe mới tò mò xuống hỏi nguyên do. Nghe xong, Khổng Tử mỉm cười với cậu và nói, cháu cho ta biết lý do đi xem nào. Chẳng ai rời cung điện chỉ để cho xe ngựa đi qua cả, cậu bé một lần nữa khẳng định. Vậy ta sẽ hỏi cháu vài câu. Nếu cháu trả lời được, ta sẽ đi đường vòng. Còn nếu không, thì cháu phải cho ta đi qua con đường này. Khổng Tử tiếp tục. Được ạ. Cậu bé đồng ý. Vậy nước gì không có cá? Nước giếng. Khổng Tử gật đầu hỏi tiếp. Nửa gì không có khói? Nửa đom đóm. Khổng Tử cười lớn. Cháu đúng là đứa trẻ thông minh. Ta có thể thấy cháu là rất quý rồi. Vì thế ta sẽ không động đến cung điện của các cháu mà đi đường vòng. Thế nhưng, trước sự ngạc nhiên của Khổng Tử, cậu bé lại cầm tay ông rồi nói, cháu muốn hỏi ông vài câu. Vì người ta nói ông là người thông thái nhất trên thế giới, nếu ông trả lời được, cháu sẽ giữ cung điện đi và dẫn các ông đến làng của các cháu. Nghe thấy vậy, các học trò của Khổng Tử đều ồ lên tức giận, cho rằng cậu bé thật to gan, nhưng Khổng Tử thì rất bình tĩnh và đồng ý được thỉnh giáo. Cậu bé nhìn lên trời hỏi ông, vậy trên trời có bao nhiêu ngôi sao? Khổng Tử lúng túng cố gắng tìm câu trả lời, nhưng cuối cùng thì phải thừa nhận ông không thể đáp án được. Cậu bé cười rồi nói tiếp, có bao nhiêu đám mây trên bầu trời? Một lần nữa, Khổng Tử lại không có câu trả lời. Ông nói, đây là những câu hỏi trừu tượng. Cháu hãy hỏi điều gì thực tế hơn đi. Được vậy. Trên đầu ông có bao nhiêu sợi tóc? Cậu bé náu cá lại hỏi. Khổng Tử cười chắc, lắc đầu trước câu hỏi khó vậy. Trên đường đời một vùng nông thôn ở miền Bắc Trung Quốc, ông nhận ra rằng kiến thức quả là vô hạn. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành thầy của người khác. Một cậu bé giỏi quan sát hoàn toàn có thể là một điều khó cho bậc triết gia nỗi nạc. Khổng Tử bèn cho gọi các học trò tới gần rồi dặn dò, hôm nay ta đã được đứa trẻ này dạy cho ta nhiều điều,
Và ta cũng không biết được rằng đôi khi trẻ con còn biết nhiều hơn ta, biết nhiều hơn tất cả những học giả trên thế giới. Vì vậy, không được động đến cung điện của cậu bé, chúng ta sẽ đi đường khác. Cậu bé nghe Khổng Tử nói vậy thì chắp tay, cúi người rồi nói với ông, ngài đúng là một người thông thái. Kể từ đó, cậu bé dành hết thời gian cho việc học hành nghiêm túc và lớn lên đã trở thành một trong những học giả và tài năng nỗi nạc của đất nước. Lời bàn, để học là vô bờ, dù ta có tìm tòi hay nỗ lực đến đâu, cũng đừng bao giờ vỗ ngực khuynh khoang, kiêu ngạo, coi thường người khác, hay dùng thái độ khiêm nhường, tính nại để đối diện với cuộc đời, thì mỗi người sẽ ngày càng hoàn thiện hơn và nhận được những sự kính trọng từ người khác. Chục người mất tiền nhưng không đòi lại, học trò không bị Khổng Tử khiển trách, lý do quá thuyết phục. Vào thời Xuân Thu, nước Nỗ quy định, nếu người nước Nỗ có dịp sang nước khác mà thấy người nước Nỗ đang phải làm nô lệ nơi đó, hãy bỏ tiền ra chuộc họ về. Về nước có thể đến quốc khố trình báo và lấy lại tiền. Học trò của Khổng Tử là tử công, sang nước khác nhìn thấy người nước Nỗ làm nô lệ ở đó, liền bỏ tiền ra mua họ về. Nhưng không đến quốc khố để trình báo và lấy lại tiền. Nhiều người đã khen Tử Công là người có phẩm cách cao thượng, nhưng Khổng Tử sau khi biết chuyện đã lên tiếng trách học trò. Những người xung quanh cảm thấy thật lạ lùng, liền hỏi, chụp lại những người không đi đòi lại tiền. Đó chẳng phải là hành vi rất cao thượng sao? Khổng Tử nói, sai rồi. Cách làm của Tử Công sẽ dẫn đến việc rất nhiều nô lệ, không được cứu chuộc. Sau này người khác thấy người nước Nỗ làm nô lệ ở nước khác sẽ nghĩ, tôi chuộc anh về, nếu đi trình báo để lấy lại tiền, chẳng phải bị nói là phẩm chất không bằng tử công sao? Không đi trình báo thì họ sẽ không tự gánh vác được tổn thất về mặt tiền bạc. Và như vậy, nếu gặp được người nước Nỗ phải làm nô lệ ở nơi khác, thì họ sẽ không nhìn thấy vai trò, không chuộc giúp. Cách mà tử công trình báo để lấy lại tiền thực tế đã gây trở ngại cho nhiều người. Và làm việc lại có hại. Rõ ràng, Khổng Tử đã tầm nhìn xa đối với sự phát triển, biến hóa của sự việc. Lời bình, lương thiện là một điều kiểu nhìn xa, không chỉ suy nghĩ từ góc độ của bản thân, mà còn suy nghĩ từ vị trí của người khác, thậm chí còn suy nghĩ xem sự việc đó đã làm việc có khả năng hay phản ứng của chuỗi sai lầm hay không, sau đó mới tiến hành thực hiện đến mức độ tốt nhất. Tống Nhân Tông làm việc đến tận khuya, vừa mệt mỏi vừa đói kém muốn ăn một bát canh thịt. Xong ông lại cố nhìn đói không nói ra, hôm sau Cận Kề biết chuyện đã khuyên ông. Bệ hạ làm việc ngày đêm vất vả, nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Người muốn ăn canh thịt dê thì lúc nào cũng có thể dặn bể tôi, sao lại nhìn mà không nói ra, để nong thể phải chịu thiệt thòi. Tống Nhân Tông nói, trong cung nhất thời đòi phải một cách tùy tiện để người bên ngoài đánh giá, coi đó là đều thường thấy. Tối qua nếu như tư ăn canh thịt dê, nhà bếp sẽ đêm đêm phải giết mổ. Một năm tính ra phải đến cả 100 con dê bị đem ra làm thịt, vô hình chung nhìn thành quy định. Sau này số lượng những con thú bị sát hại sẽ để không thể kiểm soát, và một bát canh của ta làm điều nệ xấu xí, lại làm đến cả con vật thà chịu nhịn cơn đói trong còn hơn. Lời bình, nước thiện là một dạng trí tuệ, là dựa tự bản thân về đó để tiến hành sự cách điệu hoàn thiện. Đồng thời, sau khi tiến hành đánh giá về chi tiết, quy luật phát triển của sự vật, sự việc mới có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất. Xin chào mọi người nha. Mọi người thấy hay thì mọi người sẽ đăng ký subscribe kênh cho mình nha. Và nhấn nút quả chuông để mình làm video sớm nhất của các bạn.